Công an huyện Cư Mờ Ga đang điều tra, truy tìm một đối tượng dùng dao đâm 6 nhát khiến ông Nguyễn Trọng Phong, trưởng công an xã Ea Quế, huyện Cư Mờ Ga bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Đối tượng gây án hiện đã bỏ trốn, được xác định là Y Thoan E Nuon, 36 tuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng đâm nạn nhân 6 nhát với tỷ lệ thương tật 14%. Khi được yêu cầu làm sáng tỏ vụ việc, bạn gái nhảy xuống hồ thủy lợi ở Buôn Nguyên. Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối với Trần Thế Duy, trú tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, do chơi game bắn cá thua hết tiền, Duy đem cầm chiếc xe máy cho chủ tiệm. Sau đó, do mâu thuẫn về tiền chuột, Duy phá hoại tài sản trong tiệm game với tổng trị giá trên 5 triệu đồng.